Hi, chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách để sửa cái loa Bluetooth mà nó bị bỏ quên ở trong cái máy giặt á. Do sự vô tình mình để quên ở trong cái bọc, bây giờ đem đi giặt luôn rồi. Do nó ngấm nước ở xà phòng, bây giờ nó không còn hoạt động nữa. Khi mình phát hiện ra thì nó đã bị ngấm nước và nó đã hỏng các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mở ra để bắt đầu sửa chữa, các bạn theo dõi các bạn nhé. Rồi mình sẽ dùng cái đầu nhọn của cái nhíp gấp này, mình tách nó ra, tách theo cái đường nổi các bạn nhé, các bạn quan sát này. Tách theo cái đường nổi ở giữa đường nổi này các bạn nhé, nó có cái đường nổi này, các bạn tách ra. Bây giờ mình sẽ dùng tách các bạn nhé. Các bạn dùng lực vừa phải, đừng có đâm sâu cái mũi nhọn quá mà nó ảnh hưởng các linh kiện các bạn. Đó, nó bắt đầu ra rồi các bạn, nó ra rồi này. Nó ra, mình dùng cái móng tay mình giữ lại thôi, nó ra rồi các bạn ơi. Rồi đã tách được nó ra nha. Bây giờ chúng ta quan sát thì đây là viên pin này, nó có đề, nó có ghi ở trên lưng của nó là 3,7 V, 0,159 W. Pin rất là nhỏ, pin nhỏ quá. Rồi đây là cái con chip xử lý các bạn này. Đây là bộ mạch Bluetooth. Đây là cái trạm, cái này là trạm sạc các bạn. Đây là trạm sạc này, để gắn vào cái đầu sạc. Đây là cái loa các bạn. Cái này là cái loa này, loa các bạn nhé. Đây là cái loa này. Bây giờ với một cái loa Bluetooth mà bị ngấm nước thì thế nào nó cũng bị chập mạch điện, do cái có cái dung dịch xà phòng nó dẫn điện. Nên là bây giờ các bạn sẽ tiến hành tách cái bo này ra để mình dùng nước sạch rửa lại để tẩy cái chất xà phòng rồi đi. Rồi tiếp tục các bạn nhé. Bây giờ mình cũng dùng cái đầu nhọn này, mình sẽ tách cái bo mạch này ra các bạn. Tách cái bo mạch này ra. Đây. Rồi các bạn thấy nó. Nó lên rồi các bạn. Ở đây nó còn gắn keo này. Đấy, xong rồi nó ra rồi các bạn nha. Các bạn để ý thấy nó chỗ này nó bị oxy hóa này. Rồi các bạn thấy nó bị oxy hóa, ở đây nó bị oxy hóa này. Bây giờ mình sẽ tẩy sạch cái chỗ này thì hy vọng nó sẽ chạy lại các bạn nhé. Rồi bây giờ các bạn dùng cái nước nóng, nước sôi ấy, các bạn tẩy rửa nó, mà các bạn chỉ đánh cái bo mạch này thôi các bạn nhé, chỉ đánh cái bo này thôi nhé. Còn những cái thiết bị khác như là loa, micro thì các bạn đừng đụng vào, cục pin này các bạn cũng đừng đụng vào, các bạn chỉ đánh cái bo mạch này thôi nhé. Thì các bạn dùng cái bóc này, các bạn dùng cái bóc này các bạn đánh. Bây giờ mình sẽ làm nhé, các bạn theo dõi. Các bạn cứ nhẹ nhàng dùng lực vừa phải, nước thì đừng nóng quá. Nước này
tay tầm khoảng 50-60 độ là vừa các bạn, để nó không làm bị bỏng cái tay. Rồi chúng ta quan sát để quan sát xem nó đã sạch chưa nhé. Rồi tương đối rồi, nó tương đối sạch rồi các bạn, cả hai bên rồi đó. Rồi tiếp tục các bạn nha, sau khi mà mình đánh sạch rồi á, bây giờ mình tiến hành sấy. Các bạn dùng máy sấy tóc để sấy các bạn nhé. Tiếp tục các bạn nha, sau khi mình sấy xong rồi á, quan sát kỹ là nó đã khô ráo này, sạch sẽ rồi đó, nó không còn bị chất bẩn nữa. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp vào các bạn ạ. Sẽ lắp vào. Đầu tiên các bạn cho cái bó này vào trước. Rồi xuống nha. Đến các bạn gắn cái micro này vào. Đây là micro các bạn. Rồi các bạn cho miếng pin nằm sạc lại. Úp vào. Để cho nó vừa khít thì các bạn ấn vào nhé. Rồi sạc rồi các bạn. Sạc rồi. Thấy sạc đó nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử xem nó có sạc được không nhá, sau đó xem nó có hoạt động không. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái túi sạc của nó, hộp sạc gắn vào xem thì nó có dấu hiệu sạc không nhá. Thôi các bạn thấy nó đỏ không? Nó đỏ các bạn, đỏ có nghĩa là đang sạc tốt các bạn nhé. Vậy là có dấu hiệu của sự thành công rồi đó. Bây giờ chúng ta đợi nó sạc đầy rồi chúng ta sẽ thử kết nối với điện thoại di động là xong các bạn nhé. Rồi chào các bạn, sau một hồi sạc thì bây giờ nó đã dấu hiệu hoạt động các bạn. Nếu như mà cái đèn màu xanh này mà chớp á, là có dấu hiệu hoạt động tốt đó. Lúc nào mà mình cắm vào nó sạc, lúc nào mình gỡ ra mà nó chớp xanh vậy này, nó đang chớp xanh vậy này, vậy là nó đang do tìm sóng đó. Rất là tốt luôn. Vậy bây giờ là mình đã có đá cái nào cũng là tốt hết các bạn nhé. Cái nào cũng bây giờ đồng ý đó. Bây giờ cái nào cũng là hoạt động, cái nào cũng chớp hoạt động tốt bình thường các bạn nhé. Vậy là mình đã làm thành công rồi đó. Bây giờ chỉ kết nối với điện thoại là sẽ đạt như ý muốn. Rồi chúc các bạn làm theo giống mình mà đạt kết quả. Nếu lỡ có bò nó bao mà giặt nhé, giống như mình nhé. Rồi chào các bạn.